6 thì mình đã lấy được cái xe này rồi. Ngày hôm nay mình chạy đi để làm cái việc về cái khả năng chạy cái đường đó. Đây là 24 là trong cái xe này nó có cái gì? Biết là không muốn nó. Nhu cầu riêng của mình là mình cần chiếc xe vô đai nhanh để có xe ra test tốc độ. Thật ra là mình đã dùng cái quạt gió và vô đai tại chỗ như vậy. Quy trình của mình bao gồm như thế này. Mấy bạn nghe, các bạn có thể làm theo hoặc là các bạn không thích thì thôi nha. Lấy xe ra, mình chạy vô đai nhẹ nhàng, không quá 5.000 vòng phút, sang số đều đặn. Tầm 40 km thì mình bắt đầu mình xả nhớt ra, thay nhớt mới vô. 40 km, vì 40 km đầu tiên nó chiếm 80% cái quá trình rô đai của mình, quan trọng chiếm 80% quá trình. 20% còn lại sẽ là nằm ở trong cái 500 km còn lại, kỹ hơn thì có thể là 1.000. Khi mà bạn xả nhớt ra, mình thay nhớt vô á, thì nó xài nhớt bán tổng hợp là nhớt bình thường thôi, đừng có xài nhớt xịn, để cái cặn thay vớ là nó đừng có đưa lên cái đầu hòn này. Nhớt xịn là nó đưa lên đó. Và lưu ý là phải tháo dàn áo ra để cho nó tỏa nhiệt. Các bạn tháo hết dàn áo ra nó mới tỏa nhiệt được, vì cái động cơ với lại cái két nước nó rất là nóng. Khi mà nổ máy tại chỗ vậy, mình bật quạt suốt liên tục, số mạnh nhất đó. Một vấn đề nữa rất là quan trọng, vô cùng quan trọng, đó là khi rô ra kiểu này thì vài phút ra mình ngồi ga cho nó một lần, ngồi ga lên 3.000, 4.000, 5.000 nữa, rất là để mình bơm nhớt lên cái đầu bò. Nổ cái anti, cái vòng tua thấp quá thì cái bơm nhớt nó hoạt động kém, nó bơm nhớt yếu lắm, đó là cái đầu bò này nó sẽ thiếu nhớt nè. Mình ngồi ga vậy bơm lại nó từ từ nó xuống, thì vài phút mình ngồi lần là nó sẽ đầy đủ. Và mình đã rô ra như thế này được 5-6 tiếng rồi. Nếu mà là bạn làm không đúng quy trình, chắc chắn là cái đèn báo nhiệt trên đồng hồ này sẽ báo lên đó. Việc thứ hai mình cần làm đó là cái dây ga. Dây ga thì theo tiêu chuẩn quốc tế bây giờ, như tiêu chuẩn an toàn quốc tế bây giờ thì luôn luôn có hai sợi dây ga. Hai sợi ga này cũng không có gì đặc biệt hết, nó chỉ là một sợi dây kéo, một sợi dây nhã tuần hoàn với nhau thôi, kéo qua kéo lại thôi, không có gì hết. Nó làm cho cái tay ga nó nặng. Đó là mình đã gỡ bỏ một sợi dây ga này rồi, mình xài có một sợi kéo thôi. Và muốn nhẹ hơn nữa thì các bạn làm thêm ở dưới cái lò xo này có một cái lưỡi lực nhỏ đó, rất là dễ thôi, là mình giảm cái lực kéo của lò xo bằng cách là trên chiếc winner này thì mình dùng cái tác động vô đồng, mình nhả cái lò xo ra một khoảng là khoảng chừng 2 cm, thì dây ga của mình bây giờ nó nhẹ và nhảy, giật kéo vừa phải. Đi đường xa thì mình không bị mỏi tay, còn nếu mà ga nặng thì đi ít thì không sao, chứ đi đường xa nó mỏi lắm. Mà tay lúc nào mình đòn nào cũng giữ cái ga lại đó, kéo ngược lại mà chạy chậm như không còn đỡ, chứ chạy lúc nào cũng kích ga gần như là 50-60% trở lên như mình thì điều đó là nó gây nên cái
mỗi tay. Rồi, vấn đề tiếp theo mình sẽ nói tới hệ thống điện của chiếc xe này. Đây là đèn pha của chiếc Winner. Đèn pha nó sử dụng công nghệ LED với cái chế độ sáng bình thường là 12.2V, 8.6W. Cái đèn mà phát sinh tức là pha lên á là thêm 6.1V là 4.8W nữa. Theo mình đi đêm qua mình cảm nhận thì cái đèn pha này làm kiểng thôi, nó mờ lắm, mờ cực kỳ luôn. Mình không hiểu nổi là hôm nay đã làm cái đèn gì kỳ lạ rồi. Ai mà không rành về xe cứ nghĩ là xe này có đèn LED là ghê gớm lắm, chắc là phải sáng ngon lành lắm, công nghệ mới hiện đại lắm thôi. Với mình đồ vứt đi, từ từ rồi sẽ nghĩ cách độ cho cái đèn này sau. Nhưng mà xe mà mới ra nhìn là mình đã biết trước rồi. Giờ trên tay luôn, khẳng định luôn nha, mờ lắm. Là đèn đồ mi của nó. Đèn đồ mi nó cũng không có gì đặc biệt đâu. Hai bóng đồ mi, hai bóng xi nhan. Sử dụng loại bóng dây tóc thông thường cơ bản nhất thôi. Bóng dây tóc cơ bản, giá rẻ tiền 2-3 ngàn một bóng, 5 ngàn tùy chỗ, giá thợ nha. Mấy bạn đi mua thì 20 ngàn gì đó mà không biết. Đèn xe này nó cũng y như quay xe rim hay là SH gì đó, một kiểu một duy nhất. Cái loại đèn mà thường dạo là mèo mọt rẻ tiền cơ bản thôi. Honda nó chỉ trang bị cơ bản, rút lại kinh phí sản xuất thì nó đầu tư vô cái thuật máy. Mình báo cho bạn một tin vui, đó là đã có thông số chính xác của thuật máy rồi nha. Cụm động cơ công ty PT Astra Honda Motor Indonesia. Riêng cục máy được nhập từ Indonesia, còn tất cả các loại phụ tùng khác như là khung xe, bánh xe, vành xe, giảm sóc, hệ thống điện, dây điện, đèn, cụm phanh, cổ lái gì đó là mình thấy là sản xuất ở Việt Nam toàn bộ. Thôi, thông tin này là được kiểm chứng 100% rồi nha, các bạn khỏi cần phải hò mò gì nữa, tổng quán thì cho mệt, đúng là cục máy của Indonesia. Điểm mình thích ở chiếc Winner này nhiều hơn chiếc Exciter 150 ở chỗ là cái hệ thống điện của nó. Hệ thống điện của chiếc Winner này nó riêng và Honda nói chung của hiện nay á thì nó có chung một cái đặc điểm như vậy. Đó là cái ổ khóa của mình á, nó không có đóng mở trực tiếp cái nguồn điện từ cái bình ắc quy vô các cái thiết bị của mình. Thường thì nếu mà điện đi qua cái ổ khóa gì tiếp điểm ổ khóa nó chịu không có nổi, nó không tải nặng được và nó dễ hư nữa, dễ hư cái công tắc trong cái ổ khóa của mình. Thì bây giờ trên Honda nó thiết kế ra một cái cụm rơ le, khi mà mở chìa khóa thì cái chìa nó chỉ đóng điện cho cái rơ le này thôi, rất là nhẹ điện. Và cái rơ le này có cái nhiệm vụ là đóng điện trực tiếp qua bên hết cái xe của mình. Đây có hai cái rơ le, một cái rơ le của hệ thống điện này còi, một cái hệ thống, một cái rơ le cung cấp điện cho cái hệ thống phun xăng FI của mình. Rơ le xài rơ le của Mitsubishi nha. Mâm lửa, nói về hệ thống điện phát điện của cái xe Winner này thì nó xài dạng sạc nửa bán kỳ. Và mâm lửa con này là mâm lửa đóng mát, có nghĩa là nó có hai đầu cuộn lửa này, nó đưa một đầu ra là dây trắng, một đầu còn lại nó đóng trực tiếp vô mát sườn
đưa đi một xanh ra đây luôn, nhưng mà nó dính mắt sườn rồi. Cho nên với cái kiểu xe này á, mình mà lên xạ ti á thì mình phải tháo mâm lửa ra để tách mắt nó nha. À, đã được kiểm chứng và khẳng định rồi đây. Muốn lên xạ ti là phải tháo mâm lửa, tháo cái cục này ra, tách mắt nó thôi, chứ phải quấn lại gì hết. Mấy anh thợ cái kêu quấn mâm lửa là mấy anh đó nó hoàng và khỏe ra để kiếm tiền không, mâm lửa không có cần phải quấn. À đây, đây là cái hệ thống cầu chì của nó, có 6 cái cầu chì. À, lại là một cái ưu điểm nữa của nghiêng về cho Winner trước đối thủ Exciter của mình. Nó có nhiều cầu chì thì nó mang lại cái lợi ích thiết thực. Đó là khi mà có sự cố về điện chập điện á, nóng dương mà chập mát á, ở trong cái bó dây của mình có rất là nhiều đường lai. Nếu mà chập điện gì á mà chỉ có một cầu chì á, mình không biết ở chỗ nào mình tìm mình sửa hết. Nhưng mà nhiều cầu chì như vậy, mình sẽ xem xét là cái cầu chì nào đứt, từ đó mình phỏng đoán ra là cái chỗ phần nào nó sẽ bị chập điện. À, sửa chữa nó dễ hơn hẳn luôn so với lại cái kiểu như ngày xưa. Cho chiếc Exciter 150 thì mình thấy nó chỉ có hai cầu chì thôi, một cái FI và một cái nguyên hệ thống điện. Và cái ổ khóa của thằng Exciter thì nó đóng tắt mở cho toàn bộ chiếc xe của mình. Nếu mà xài nặng quá thì điện nó sẽ bị sụt áp đi khá là nhiều. À, bình ắc quy, nó là bình ắc quy. Xe này nó xài cái bình ắc quy 5.3A, tương đương với mấy chiếc Airblade 125 hay là PCX. À, so với chiếc Exciter thì bình của Exciter chỉ có 3A thôi, 3A giờ, bình nó to hơn. Nhưng mà lại bù lại có một điểm trừ ở trên chiếc Winner này so với chiếc Exciter, đó là cục sạc. Cục sạc của Winner là cục sạc dạng nửa bán kỳ, nó cũng tương tự như là sạc của chiếc Future 125 đây, Future 125 mới nha. Đó, nó cũng tương tự thôi, nó khác một chút như kiểu dáng thông số kỹ thuật một chút thôi, còn lại là nó giống. Sạc này là sạc nửa bán kỳ, tức là cái máy phát điện của bạn nó tạo ra được 100% điện thì cái sạc này nó chỉ lấy 50% nó sạc cho mình thôi, tối đa là 50%. Còn trên chiếc Exciter trừ hiệu suất hao phí sinh nhiệt ra thì nó còn lấy được tới 80-90%. Cho nên với chiếc Winner này muốn độ thêm đèn LED hoặc đèn LED hỗ trợ pha hay là gì đó gắn thêm năng điện thì mình phải lên sạc AT. Bóng đèn đuôi xài bóng dây tóc, bóng này rẻ tiền thôi, 15-20 ngàn một cái. Đèn xi nhan, những cái đèn này vẫn là những cái đèn cơ bản. Mình thấy rằng là Honda nó giảm tiết kiệm chi phí, cho nên là so với Airblade thì chiếc xe tầm trung nó đã có đèn LED rồi. PCX cũng vậy, mà xe này là xài bóng dây tóc. À, cũng không có gì lạ đâu, như là SH cũng là một chiếc xe gọi là cao cấp gì đó, nhưng mà vẫn xài bóng dây tóc thôi. Cái này thì mình có thể thay LED rất là dễ dàng. Xe này thay bóng đèn rất là dễ nha. À đây, bóng đèn các bạn chỉ cần đèn nó như vậy. Muốn thay bóng đèn thì xoay ngược ra, rút ra, tháo bóng xong gắn lại rất là nhanh. Đây, bộ điều khiển nánh lửa FI đây, Eco điều khiển nánh lửa này của Caterham. Ở trong này là cái cục relay đèn, relay nằm đây rồi. Nguyên chiếc xe thì tháo ra nó chỉ có nhiêu đó thôi, mình thấy không còn gì đặc biệt nữa. Đây là cái quạt hết nước, nếu mà mình Roda kiểu này mình có quạt hỗ trợ thì xe này nó không bị quá nhiệt, nên cái quạt nó cũng không quay.
Sau này có thời gian rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo ráp dàn áo của chiếc xe này. Thì xe này tháo ráp dàn áo thì cũng tương đối là vất vả đó. We'll be right back.